Rồi, xin chào các bạn. Mình đã lắp xong cái mixer Yamaha 10XUF và cái loa amp Redfire 12. Thì hôm nay mình sẽ demo cái bản này cho các bạn xem và tham khảo. Cái nhu cầu hiện nay, cái nhu cầu mà để mua loa Acti về sử dụng cho gia đình của mình và một mixer là giải pháp nhỏ gọn nhất mà mang tiêu chuẩn quốc tế nhất các bạn. Loa Acti thì càng ngày cái công nghệ của nó, những cái DSP và kỹ thuật của nó làm cho cái loa Acti càng ngày càng trở nên rất là tốt và thân thiện với người dùng. Thì một cái sản phẩm mà công nghệ mới đó thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ ít rủi ro và nó làm sao cho dễ dùng cho người sử dụng. Thì đó là một giải pháp mà cũng là một ý đồ, một cái ý đồ là mình muốn giới thiệu cho các bạn về những cái hệ thống loa Acti, ví dụ như với loa DB Technology, rồi với loa Behringer, với loa An, với mixer Soundwrap, mixer Allen Heath và mixer Yamaha. Rồi, để có một phần nào đó để góp vào cho các bạn xem trên YouTube để có những cái tham khảo, và từ đó mình có những cái đưa ra những cái quyết định tốt các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe, thử coi nó làm sao ha. Clip trước là mình đã làm về cái nói về cái cách hướng dẫn để canh gen, rồi những cái nâng cấp của cái XU10F này như thế nào rồi. Thì giờ chỉ là bước vào thôi, mục đích để cho các bạn tham khảo, tất cả đều là dựa trên những cái gì đó mình muốn cho khách hàng mình biết. Rồi các bạn ha. Lượng 1 2 3 4 5 6 tiền. Có tình yêu mà chưa từng có, mấy ai được sống như mình đã mơ, mấy ai được yêu như mình đã yêu, và nào đâu riêng ta xót xa khi tình quê hương chắc không gặp em nơi ta đã khát. Chắc không gặp em đời ta đâu buồn thế, trong tình lời hứa để rồi khổ đau, chắc chỉ người nói để rồi lãng quên, bỏ sau lưng bao dấu yêu xưa để rồi đi mãi. Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất, làm sao ta cố giữ khi em không yêu nữa, làm sao khi số kiếp không cho ta mãi mãi bên nhau người ơi. Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đáng, lòng ta đang cố bước trong qua nhanh ngày tháng, tình yêu ta lối thoát trong cơn bão tố đi qua nhiều đâu. Mình sẽ cho các bạn nghe thêm một con effect số 13 là vợt trộn với echo. Rồi. Chia 1 2 3 4 5 6 1. Đời ta đã khá nhiều rồi, chắc không gặp em đời ta đâu buồn thế, trong tình
lời hứa đây rồi có đâu, chân chỉ người nói đây rồi đã quên. Bỏ sâu lưng bao sâu yêu xưa để rồi đi mãi. Làm sao ta nếu khéo thì yêu thương đã mất, làm sao ta cố giữ khi em không được nữa, làm sao khi số kiếp không cho ta mãi mãi bên nhau người ơi. Lòng ta đã cố gắng quên đi tình đã, lòng ta đã cố gắng cho qua nhanh ngày tháng, thì cho ta rơi thoát trong cơn bão tố đi qua niềm đau trong tình yêu. Rồi, xin chào các bạn. Đó là bản hát thử của Yamaha MG 10XUF và Loan Redfire 12. Các bạn có tham khảo về những cái hệ thống âm thanh cho biểu diễn hoặc là karaoke ở quy mô nhỏ, có thể coi đây là một giải pháp và một gợi ý. Ngoài ra các bạn có cần về nhu cầu về tư vấn cho lựa chọn một số cái sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu tài chính của mình, phân khúc của mình, về sở thích của mình, thì hy vọng là mình sẽ được gặp các bạn tại cửa hàng và cùng trao đổi để mình đưa ra lựa chọn một cái hợp lý cho mình các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều clip mới. Xin chào.